Sáng 2 tháng 2 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ban hành thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân đã từng đến 9 địa điểm sau liên hệ ngay với Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế cấp xã nơi gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Cụ thể, ngày 10 tháng 1, đám 49 ngày ông Phương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Việt Mỹ, Lai Cách. Ngày 20 tháng 1, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà hàng Ocean Park Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 23 tháng 1, nhà hàng Toàn Khúc, thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ. Ngày 24 tháng 1, quán thuốc Chân Cầu Vượt, cửa hàng tạp hóa Phụng Hải ở thị trấn Lai Cách, liên hoan tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn Tuấn, xã Hùng Thắng, Bình Giang. Ngày 26 tháng 1, nhà hàng Tây Bắc tại xã Cao An, quán karaoke Minh Soạn tại khu đô thị thương mại Lai Cách. Ngày 27 tháng 1, quán massage chân tại đường Nguyễn Lương Bằng, cửa hàng giày dép Lucky tại đường Trần Hưng Đạo, cửa hàng thời trang Hà Phạm tại đường Phạm Hồng Thái, mua bánh kẹo tại phố Tuy Hòa đều ở thành phố Hải Dương, chợ Hội Đô thành phố Hải Dương. Từ ngày 10 tháng 1 đến 28 tháng 1, lớp 1Y, lớp 4D trường tiểu học Lai Cách. Những người từng đến các địa điểm trong các khoảng thời gian trên cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất thông qua đường dây nóng Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng 0964 821 616, Trạm Y tế Lai Cách 0220 378 5505, Trạm trưởng Trạm Y tế Lai Cách 0377 357 727.